Chào mừng các bạn quay trở lại với kiến thức thú vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vấn đề cực kỳ gần gũi và bổ ích, đó là việc xem phim đen có bị teo não hay không. Hãy cùng bắt đầu ngay các bạn nhé. Thời gian vừa qua, hầu hết các trang mạng đều truyền đi một thông tin rằng các nhà khoa học đã phát hiện ra xem phim đen bị teo não. Đây quả thực là một thông tin đáng sợ, bởi vì teo não không phải chuyện đùa, mà phim đen thì đa phần chúng ta ở đây đều đã từng xem, vấn đề chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Theo thống kê, chỉ riêng trang phim đen nổi tiếng nhất thế giới mà có lẽ không cần kêu tên các bạn cũng tự biết, thì trang này có tới hơn 30 tỷ lượt xem vào năm 2018. Số người dùng Internet là 4,6 tỷ người, tính ra trung bình mỗi người xem ít nhất 8 lần một năm. Nhưng đó mới chỉ là một trang thôi nhé. Chứng tỏ nếu đúng xem phim đen là teo não thì đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng với toàn cầu. Phải chăng những con heo đang đưa thế giới đến bờ vực sụp đổ? Vậy hãy cùng tìm hiểu câu trả lời thật sự chính xác. Đầu tiên, cái thông tin cho rằng xem phim đen gây teo não đến từ hai nhà khoa học người Đức Simon Kuhn, một nhà tâm lý học, và Jürgen Galinat, một nhà tâm thần học. Nghiên cứu về phim đen và tác động lên não của hai nhà khoa học này đã được đăng lên trang web JAMA Psychiatry, một tạp chí y khoa uy tín của Mỹ. Các bạn có thể truy cập vào link bên dưới để đọc trực tiếp nghiên cứu này. Mình cũng đã phân tích bài nghiên cứu và tóm tắt đơn giản như sau. Kuhn và Galinat đã thực hiện nghiên cứu trên 64 tình nguyện viên. Đây đều là những người đàn ông khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, độ tuổi từ 21 đến 45, mà trung bình là 28,9 tuổi. Khi nghiên cứu, họ được yêu cầu trả lời bộ câu hỏi có liên quan đến tần suất xem phim đen mỗi tuần. Và sau đó, họ được chụp não với 3 lần. Lần đầu tiên là chụp đơn giản, lần thứ hai là chụp khi được cho xem hình ảnh kích thích, và lần ba là chụp khi não của họ ở trạng thái thư giãn. Sau bài nghiên cứu, các nhà khoa học có kết quả như sau. Thứ nhất là thời gian xem phim đen trung bình của 64 người này là 4 giờ một tuần và không ai trong số họ bị nghiện phim đen theo 20 tiêu chí được thiết kế. Thứ hai, đây là điểm mấu chốt, đó là các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người mà xem phim đen nhiều thì phần não phía trước của họ có xu hướng ít chất xám hơn, mà cụ thể thì đây là vùng dưới vỏ não gần phía trước não, được biết là có liên quan đến quá trình xử lý phần thưởng, tạo ra cảm giác sung sướng. Và dựa vào kết quả này, hai nhà khoa học kết luận rằng xem phim đen nhiều khiến não bị co lại, còn báo chí thì giật tít mạnh hơn rằng xem phim đen gây teo não. Và đó là lý do mà bạn đọc được thông tin này trên khắp các mạng xã hội. Nhưng kết quả này có đúng hay không? Thì các nhà khoa học trên tạp chí Life Science đã nói rằng có thể đúng nhưng chưa chắc. Tại sao lại chưa chắc? Kết quả như vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Thì đúng là nếu nhìn đa chiều, kết quả đó chẳng nói lên điều gì. Cụ thể như thế này. Thứ nhất là theo kết quả nghiên cứu, cái phần não bị teo là phần não trước đảm nhiệm chức năng xử lý phần thưởng, nghĩa là tạo ra cảm giác khoái cảm khi được kích thích. Chứ nó không có nghĩa là toàn bộ cục não của chúng ta bị bé lại khi xem phim đen. Cũng có nghĩa là những phần não khác đảm nhiệm chức năng xử lý, phân tích thông tin thì không bị ảnh hưởng. Vậy bạn không hề ngu đi. Thứ hai là nghiên cứu này đang suy luận một chiều. Cụ thể là cái thông tin phần não trước ít chất xám khi xem nhiều phim đen, người ta đã kết luận do xem nhiều phim đen mà não bị teo. Thế nhưng thử suy luận ngược lại xem, biết đâu do não bị ít chất xám nên mới khiến con người đó có sở thích xem nhiều phim đen. Nó giống như việc bạn kết luận rằng những người học hành thông minh sẽ làm bộ não to ra. Sao không suy luận ngược lại là do não to mới khiến người ta thông minh? Mà hai nhà khoa học thực hiện nghiên cứu cũng không theo dõi bộ não của 64 người theo thời gian để xem có đúng là não ngày càng ít chất xám nếu tiếp tục xem phim đen hay không, hay từ trước đến giờ nó vẫn như thế. Thế nên kết luận rằng xem phim đen nhiều sẽ làm não bị co là quá ẩu. Nhưng chưa xong, còn vấn đề thứ ba, đó là não thì không chỉ sinh ra để xem phim đen, mà cuộc sống của chúng ta có vô vàn các hoạt động khác. Các bạn thử nghĩ xem, ngoài phim đen, bạn còn uống rượu, hút thuốc, chơi thể thao, đọc sách, xem kiến thức thú vị và vô vàn các hoạt động khác. Thế nên, nếu khảo sát về việc uống rượu hay hút thuốc lại cũng có thể cho kết quả tương tự.
Ví dụ, những người uống rượu nhiều cũng có xu hướng ít chất xám ở phần não trước hơn. Vậy hóa ra không phải do phim đen mà là do rượu làm não bị teo à? Và cuối cùng là phải đánh giá một cách tổng thể về mỗi người. Ví dụ, tính chất công việc, sở thích, thói quen. Tại sao? Thì các bạn thử hình dung như thế này. Một người công nhân làm việc 12 tiếng một ngày, mệt bỏ mẹ ra, thời gian đâu mà xem phim đen. Một người khác làm việc tự do tại nhà thì rõ ràng có cơ hội tiếp xúc, có thời gian để xem phim đen nhiều hơn. Và biết đâu chính công việc làm công nhân vất vả của họ lại là nguyên nhân ảnh hưởng đến não của họ, chứ không phải phim đen. Một người làm việc 40-50 tiếng một tuần, trong khi xem phim đen có 4-5 tiếng một tuần thì rõ ràng công việc ảnh hưởng hơn rất nhiều. Như vậy, chúng ta thấy nghiên cứu này quá ít thông tin để kết luận và góc nhìn của các nhà nghiên cứu cũng không đa chiều, chưa phân tích tỉ mỉ. Chưa kể, có 64 người tham gia nghiên cứu, số lượng này quá ít, khó có thể đại diện cho 7,98 tỷ dân trên toàn cầu. Tóm lại, thì video này không khuyến khích các bạn xem phim đen, nhưng cũng không đồng tình với kết luận rằng xem phim đen sẽ bị teo não. Không phải cái gì được gắn với cụm từ khoa học đã phát hiện ra thì đều luôn đúng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.